Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đường DE. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về chuyện gắn lốp với dự án Neo-C-Fi. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ có cơ hội trở thành một trong những người may mắn nhận được 5 token Leo. Để tham gia vào dự án iRope thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau các bạn nút Start để tra report. Tiếp theo các bạn hoàn thành phần CAPTCHA. Nhiệm vụ rất là rõ ràng, chúng ta sẽ join vào kênh Telegram Channel và kênh Group Terra. Rồi tiếp theo là follow Twitter và retweet lại bài đăng. Đồng thời với đó là vụ do Discord chúng ta làm lần lượt luôn đây. Mình sẽ làm khá nhanh những cái nhiệm vụ này, chúng ta sẽ mở hết ra nhé. Thao do và kinh tế ra. Ok, mình làm hơi nhanh một chút vì Tết rồi. Mình cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi nên mình sẽ làm nó hơi nhanh một tí, anh em thông cảm. Ok, lại do Discord trước này. Trên này chúng ta sẽ like retweet bài đăng này. Neo-C-Fi chúng ta follow này. Discord đang vào đây. Trên này chúng ta sẽ tiến hành thôi tạm ấn vào nút đăng nhập đi. Ở đây có phần đăng ký đây, ấn vào đăng ký đây. Điền email, điền mật khẩu. Hoàn thành phần captcha, đây làm cho anh em captcha đi. Ở đây nó hình ảnh mẫu là con bọ đúng không ạ? Mình sẽ chọn những hình ảnh nó có con bọ nhé. Rồi. Tích này, bây giờ điền email và điền mật khẩu để đăng ký nhé. Một điều khá tuyệt vời là khi chúng ta đăng ký thì các bạn sẽ nhận được 100 leo và các bạn sẽ là IPR là 40%. Chả biết là như thế nào đúng không ạ? Bây giờ có lãi là tính trước à. Ok, ở đây thì phần đây phần request. Mình đang xem. Rồi. Đây là phần home. Phần home thì đây là một có 100 neo để nhận lãi này. Chả biết rút thế nào, cũng chưa biết đúng không ạ? Reward xem nào. Thử xem có nhiệm vụ về bé không. Đây là mini stack này. Nghe cái thứ này, anh em có thể làm thêm nhiệm vụ ở đây nhé. Đấy, anh em có thể làm thêm nhiệm vụ ở đây thì các bạn sẽ nhận được phần tiền thưởng. Đây có phần cài đặt, mình xem thử là có link phần link tab không. Đây là không có lép rồi. À, không có rep rồi, có rep thì tốt hơn chút, anh em có thể tranh thủ anh em tuyển rep nữa, khả năng không có. Ở đây đây có rep đây anh em này. Ở đây có link rep, các bạn có thể link rep này chia sẻ với khác, các bạn có thể nhận phần thưởng khi họ đầu tư. Rồi bây giờ thì các bạn có thể vào Medium, ở đây thì Medium khả năng là sẽ cần 4G thì vào được. PNPT lại chặn mất Medium, khổ thế. Chân lạnh đấy. Rồi đây, các bạn chờ tí nhé, bây giờ mình sẽ bật wifi lên để mình vào Medium. Xin nói với anh em nào, Medium mà dùng wifi thì ok rồi. Rồi đây, các bạn chờ tí nhé. Chỉ nhé. Rồi các bạn chờ tí. Vừa rồi thì có cái một cái thao tác kiểm tra tài khoản, mật mã. Rồi ok, rồi giờ thì có thể xem rồi. Mạng yếu thế nhỉ? Anh em chờ tí xem speed test tí nhé. Mạng yếu quá. Bảo cái nghe đi ấm mượn vào rồi, thì ra cái gì nữa. Rồi để mình vào chính trang chủ luôn đi. À, vẫn đang để anh FPT rồi. Ok, vừa rồi thì mình đã bật VPN lên để có thể vào được rồi. Bây giờ thì vào tốt rồi. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào follow nhé. Đấy, bây giờ sau khi đọc bật VPN xong thì phải tắt cái VPN đi.
Rồi ok. Tiếp tục cái nhiệm vụ khác thì người ta follow này. Rồi sau khi follow về từng nhà này, ở trên này thì tìm đến cái bài đăng video này, các bạn cũng nhé follow kênh này, rồi là chia sẻ, nút chia sẻ Mister, nút tít này, ok. Rồi ở đây thì tìm đến cái bài đăng về dự án Nelsify này, này chọn close tít này, thêm cái nên này, ấn nút tít này, ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ấn nút submit đi tên. Điền email này. Điền Twitter profile link này. Cái này thì ấn vào phần profile này ra thôi. Copy phần profile link vào paste đây này. Discord username. Ấn vào username Discord này, copy này. Sang bên này chúng ta sẽ paste phần username code phía dưới đây, website chọn yes này. Medium này, Medium chúng ta ấn vào phần avatar, ấn vào phần profile, copy phần profile của Medium và paste đây này. Rồi Facebook này, Facebook chúng ta sẽ ấn vào phần avatar về tường nhà này, và copy phần profile này, paste đây này. Rồi tiếp theo là link YouTube channel, link YouTube channel thì rất đơn giản thôi, chúng ta ấn vào phần thời gian bài đăng và sao chép link này, copy này và paste đây. Rồi Adobe Detect Retweet link chúng ta chọn ấn về tường nhà đây. Tweet em đi. Thời gian bài đăng này, sao chép vào link này. Biết đây. Rồi tiếp theo là Telegram. Group Detect Telegram Channel chọn yes này, chọn yes này. Rồi bây giờ là địa chỉ 20 BSC. Ta sẽ dùng ví MetaMask đây, copy và địa chỉ ví MetaMask vào phía đây, xong này. Do một trong ba group ở đây thì mình đã join, có vẻ là join group thứ nhất rồi, là group thứ ba thì mình đã join rồi. Cũng chưa join luôn, thứ hai join chưa? Đây, mình join cái thứ hai này nhé, copy the group xong. Ok, bây giờ chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chia group về dự án Nelsify. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn, giờ tiếp theo.